tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có một công viên đá hiện đang trưng bày hàng trăm tảng đá độc đáo, không chỉ đem đến cho người xem không gian thưởng thức nghệ thuật đá thiên nhiên mà còn truyền tải những thông điệp về cuộc sống đầy ý nghĩa. Chủ nhân của công viên đá là ông Lê Quang Thủy, suốt 15 năm qua đã dùng không ít công sức, tiền của để săn tìm các loại đá quý hiếm, độc đáo nhằm thỏa niềm đam mê và theo đuổi mục tiêu lập nên công viên đá cho bất kỳ ai cũng có thể đến tham quan, chiêm ngưỡng. Đầu năm 2017, ý tưởng đã thành hiện thực sau khi ông mua được hơn 2.000 m2 đất ở khu đô thị mới Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, rồi chuyển hơn 500 hòn đá đã sưu tập được từ nhiều nơi về đây trưng bày. Trước đến nay tôi cũng rất là muốn xem những viên đá như thế này nhưng mà chưa có dịp nào. Hôm nay là có dịp ghé được đến đây coi, rất là đẹp, nó rất là thích. Hiện tại ngoài khu trưng bày 240 tác phẩm đã hoàn thiện, còn có khu vực dành cho những người thợ đánh bóng để làm nổi bật vân sắc của đá chứ không hề đục đẽo, chạm khắc. Hai dòng đá thu hút sự quan tâm của nhiều người là Chalcedon và Mã Não. Bởi loại đá này có vân sắc rất đa dạng, mỗi viên có vẻ đẹp riêng. Và một điều đặc biệt là toàn bộ 240 viên đá đang được trưng bày đều được chủ nhân đặt cho những cái tên rất ấn tượng như hành động, tri ân, trân trọng, niềm tin, đam mê, biết ơn, mẹ thiên nhiên, trách nhiệm, tình yêu, hạnh phúc, âm nhạc, dũng cảm. Những cái viên đá này thì thường là qua bàn tay những người thợ chúng tôi đánh bóng đi. Đánh bóng rồi là cắt mài đi thì nó tạo ra những cái hình sắc vân khối. Tuy nhiên rằng là đối với viên đá thì chúng tôi cũng đặt ra nhiều cái cấp độ chế tác. Cái độ cấp độ sơ qua là sẽ gọt rũa cái lớp vỏ mỏng nhất để nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng bên trong. Có thể một viên đá phải mất 3-4 năm, thậm chí 10 năm mới có thể chế tác ra một viên. Chủ nhân của công viên đá cho biết khi đặt tên cho từng hòn đá, cũng như khoác lên mình hòn đá vô tri những câu danh ngôn của các bậc vĩ nhân là ông muốn gửi gắm, truyền tải thông điệp về tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người. Thiên nhiên không chỉ là nơi để đến thăm, mà còn là nơi để chiêm nghiệm về cuộc sống.